ngược đời chồng cặp bồ, vợ lại bị đánh ghen. Đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút, mấy chị em lại lục đục kéo nhau xuống căng tin của công ty ăn trưa. Trong bữa ăn, chị vừa đưa muỗng cơm vào miệng, vừa cười không ngớt vì câu chuyện của mấy chị đồng nghiệp. Người thì than ngắn thở dài, người tỏ rõ sự căm phẫn về các ông chồng. Chung quy lại, các chị đều kể về tật xấu khó chấp nhận của các đức lang quân. Riêng chị chỉ vừa nghe vừa cười vì chồng chị chẳng có gì để chê. Chung sống với nhau đã ngót nghét 2 năm, tính tình anh thế nào chị là người hiểu rõ nhất. Anh là sếp của một công ty lớn nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo với người khác hay tỏ ra khinh thường gia đình. Hết giờ làm là anh nhanh chóng về nhà tíu tít bên vợ con. Thường chị vất vả, anh không ngại vào bếp phụ nấu thức ăn cho vợ, chăm con gái khi ốm đau. Thế nên trong các cuộc họp mặt, kể tội chồng, chị là người hạnh phúc nhất vì chỉ biết khoe những mặt tốt của ông xã, chứ chẳng tìm đâu ra tật xấu của anh mà kể. Hôm nay là sinh nhật của anh, tan giờ làm, chị chạy thẳng một mạch đến trường đón con rồi trở về để tranh thủ làm mấy món ngon để chúc mừng. Về gần tới nhà, chị thấy hàng xóm tập trung trước cổng rất đông. Chị chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cho xe phóng nhanh hơn để biết tình hình. Nhưng rồi vừa dừng xe lại, chị bị ngay một đám thanh niên trông rất bặm trợn xô ngã xuống đường và tát liên tiếp vào mặt. Thức ăn để chuẩn bị cho buổi sinh nhật của chồng bị đám kia phá nát tơi tả rồi vứt lung tung hết. May sao con gái đã xuống xe kịp, không là cũng ngã theo mẹ. Một người trong số đó thô lỗ xông đến gần chị với lời cảnh cáo. Cô là vợ thằng Tuấn phải không? Khôn hồn thì về dạy lại chồng đi nhá. Một lần nữa mà tôi còn thấy hắn ta tòm tay với vợ tôi thì tôi sẽ cho người đốt căn nhà này cho mà xem. Tai chị ù đi khi nghe thấy người đàn ông đó nói. Nếu không nhầm thì chẳng phải anh ta đang nói về việc chồng chị cặp bồ với vợ người ta và bị bắt tại trận đó sao? Nhưng tại sao trong khi anh đi ăn vụng thì chị lại phải gánh chịu hậu quả do anh mang lại? Chị cố gắng dắt xe đi và dắt con gái vào nhà, trong lòng thấy xấu hổ và tủi nhục. Chị không thể quên được cái cách người ta nhìn chị đầy thương hại khi bị đánh ghen thay chồng. Vào đến nhà, chị ngồi phịch xuống ghế, lòng đau thắt. Chị nhớ cũng có mấy lần nghe phong thanh rằng ăn cặp bồ bên ngoài. Nhưng khi chị chất vấn, anh khẳng định và thề thốt là không bao giờ có chuyện đó. Nghĩ chồng mình lâu nay chỉ chuyên chú tâm vào công việc và chuyện gia đình, thì lấy đâu ra thời gian ăn vụng nên chị đã tin anh. Đến bây giờ khi sự thật đang diễn ra sờ sờ trước mắt, khi bản thân trở thành nạn nhân của một màn đánh ghen vô lý, thì chị mới bừng tỉnh. Chị thất vọng và mất niềm tin vào anh quá. Một lát sau, anh cũng về đến nhà. Có điều hôm nay bộ dạng anh rón rén như sợ sệt điều gì đó. Trông thấy anh, chị cảm thấy bị xúc phạm một cách nặng nề. Sau một hồi truy vấn, anh mới thú nhận có quan hệ ngoài luồng với một đồng nghiệp cùng công ty được 2 tháng. Anh rối rít xin lỗi và mong chị tha thứ. Anh chỉ lỡ dại một lần này thôi. Hôm nay biết em phải chịu trận thay anh nên anh cảm thấy rất có lỗi. Lúc đó anh cũng định đến can thiệp, nhưng sợ mất uy tín của bản thân vì anh là sếp lớn nữa. Em hãy bỏ qua cho anh lần này nhé. Anh hứa sẽ cắt đứt với cô ta. Anh đảm bảo là sẽ không có lần thứ 2 đâu. Nghe anh giải thích mà chị gần như út nghẹn. Bao năm qua, chị đã tin anh hết lòng. Chưa bao giờ chị nghĩ anh ngoại tình dù đã nghe nhiều người dì tai. Vậy mà hôm nay anh lại thú nhận sự thật cay đắng ấy. Chị thấy kinh tởm vô cùng. Anh đã ngoại tình, đã thấy vợ mình bị đánh ghen thay mình mà lại chối bay trách nhiệm, nỡ lòng đứng ngoài để nhìn đám côn đồ xông vào hành hung vợ. Chị làm sao đủ bao dung để tha thứ cho một đàn ông hèn hạ như thế? Lấy gì đảm bảo rằng lần sau chị sẽ không bị đánh ghen một lần nữa? Sáng hôm sau, anh đi làm thì chị cũng sửa soạn đồ đạc đưa con sang nhà ngoại. Tổn thương mà anh gây ra khiến chị không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục ở lại căn nhà đó nữa. Tha thứ cho anh một lần ư? Chị thấy điều đó sao mà khó đến vậy? Lặng người trước hành động của cô con dâu nghèo bị hắt hồi. Một câu chuyện có thật ám ảnh cuộc đời tôi suốt một thời gian dài. Tôi không muốn nói ra nhưng lại cảm thấy không hề thanh thản nếu cứ giữ trong lòng. Cuộc đời này đúng là không ai nắm tay được cả ngày, cũng không ai đo được lòng người. Có những người tưởng chừng tốt bụng, yêu quý mình, kính trọng mình, nhưng một ngày nào đó khi mình gặp hoạn nạn thì mới hiểu ai là người chân thành. Tôi là một người mẹ chồng tồi. Cho đến lúc này, tôi phải thừa nhận tất cả tội lỗi mà mình gây ra, cũng thầm biết ơn ông trời đã cho tôi cơ hội để nhận ra sai lầm. Tôi có một cậu con trai, đó là báu vật của tôi. Người làm mẹ mà, có ai mà không yêu thương, quan tâm con trai của mình, nhất là con một. Thế nên tôi càng kỳ vọng con trai mình sẽ lấy được người vợ hết mực yêu thương con, quan tâm con, và nhất nhất phải là cô con dâu xinh đẹp, giàu có thì càng tốt.
nên ngày con đưa một cô gái vừa đen vừa lùn về ra mắt, gia cảnh lại chẳng có gì, tôi tỏ thái độ ra mặt. Tôi kiên quyết ngăn cấm con, dùng mọi cách, kể cả khổ nhục kế, để bắt con không được lấy cô gái đó, và phải lấy cô gái mà tôi thích. Con trai không chịu, cũng cãi lại mẹ, và cuối cùng trời không chịu đất, đất cũng đành chịu trời. Nhưng dù đồng ý cho con lấy cô gái đó, tôi vẫn khắc ghi trong lòng mối thù này và quyết định sẽ cho cô ta ra bã, không được một ngày sống yên thân ở nhà chồng, đến lúc cô ta phải tự từ bỏ con trai tôi thì mới thôi. Những ngày con về làm dâu, tôi sống như bà hoàng trong nhà, không động vào một việc gì. Tôi thử thách sự kiên trì của con dâu mới bằng mọi cách, để cô ta phải làm quần quật trong nhà mà không hề bận tâm, còn tôi chỉ việc ngồi chơi xơi nước. Con dâu tôi buồn lắm, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ và tôi hiểu tôi đã có chút thành công. Con dâu đi làm về muộn cũng phải vào bếp nấu cơm. Người làm mẹ chồng như tôi dù có ở nhà chơi cũng không làm. Quần áo không rút, chăn màn không cất, mặc kệ hết. Tôi biết làm như vậy cô ta sẽ tức điên lên và sẽ phải cãi vã với tôi. Và một khi đã cãi vã, tôi sẽ có cớ để nói với con trai mình. Người làm mẹ chồng như tôi thật biết tính toán và thủ đoạn. Nhưng không, con dâu không cãi lại, thậm chí còn làm mọi việc một cách răm rắp, không màng tới những lời qua tiếng lại của tôi. Tôi cảm phục sự kiên trì ấy, phải thừa nhận thẳng thắn như vậy. Lúc nào tôi cũng nói xấu con dâu với cả xóm làng này nọ. Rõ ràng con dâu biếu tiền tôi hàng tháng, nhưng tôi lại đi nói với người ta là con dâu không cho tôi một xu mà chỉ biết tiêu tiền của con trai tôi. Tôi thật vô liêm sỉ. Tôi hả hê với chiến tích của mình và chắc mẩm một ngày nào đó cô ta sẽ phải bỏ của chạy lấy người. Tôi lôi cô gái tôi thích về nhà, đương nhiên khen ngợi và nói chuyện như người trong nhà, còn con dâu như người dưng nước lã. Tôi cho cô gái kia mọi thứ, còn con dâu tôi thì chưa nhận được thứ gì từ mẹ chồng. Tôi cứ tỏ ra vui vẻ ngay trước mặt con dâu với cô gái kia, nhưng lại không hay rằng tất cả đó chỉ là một sự giả tạo. Cô gái đó cũng muốn lấy con trai tôi và nói muốn làm dâu của gia đình tôi. Cô ta cũng liên tục chê bai con dâu tôi. Nhưng ngày đó, người làm mẹ chồng như tôi chưa nhận ra bộ mặt thật của cô gái đó. Ngày tôi ốm nặng, nằm bẹp giường, tôi gọi cô gái đó tới chăm sóc mình vì nhà không có con gái, chỉ có con trai nên bất tiện. Cô ta ậm ờ bảo sẽ chạy qua ngay, rồi cũng không gọi lại, không nói gì. Vậy mà trước đó, con dâu muốn chăm sóc tôi lại đuổi ra ngoài, bảo sẽ có người tới ngay bây giờ. Chờ cả ngày không thấy đâu, lúc tôi gọi lại thì cô ta bảo cô ta bận không tới được. Bảo tôi có con dâu để làm gì mà lại gọi cô ta đến. Giọng có vẻ hậm hực rồi tắt máy. Tôi thất vọng, tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì từng coi cô ta là con cái trong nhà. Những ngày đó tôi nằm bẹp, con dâu mới chính là người chăm sóc tôi. Không thể từ chối, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra sự tận tình của con dâu. Nếu là người khác thì vì mối thù trước đó, nhân cơ hội mẹ chồng ốm thì bỏ mặc cho xong, nhưng con dâu thì ngược lại. Con chăm sóc tôi từng ly từng tí, chịu khó, thậm chí có hôm tôi thức dậy thì thấy con dâu nằm gục bên đầu giường ngủ. Thấy tôi tỉnh gọi nhỏ thì con hốt hoảng nói, mẹ còn sốt không hả mẹ, mẹ có mệt ở đâu, đau ở đâu không, để con xem. Thấy thái độ của con tôi vô cùng xúc động, nước mắt trào ra. Đây là giọt nước mắt đầu tiên tôi dành cho con dâu vì xúc động, không phải vì tức giận. Tôi đã từng đối xử với con không ra gì, nhưng chính lúc không có ai bên cạnh, con dâu lại là người ở cạnh tôi. Còn những người nói ngon nói ngọt với tôi, họ lập tức rời bỏ khi tôi gặp khó khăn. Nhìn con dâu lo lắng cho mình, nghĩ lại những ngày mình thật tệ bạc. Tôi ôm mặt khóc rưng rức như chưa bao giờ được khóc, không còn xấu hổ trước mặt con dâu và cũng không muốn giữ thể diện nữa. Tôi đã hiểu ra rồi, ở đời này sự chân thành mới là điều quan trọng. Tốt với người, người tốt với mình, đối đãi với nhau bằng tấm lòng thì không sợ gì bị người khác coi thường, khinh bỉ. Tiếc là ở tuổi này tôi mới nhận ra điều đó, vì bao lâu nay tôi vẫn sống ích kỷ với người đời. Cảm ơn con dâu, cảm ơn con đã cho mẹ một bài học mà đến tuổi này rồi mẹ mới thấm nhuần. Con nghèo, con không xinh đẹp, nhưng đổi lại con có một trái tim nhân hậu, trái tim biết nói, biết cảm thông và yêu thương thật lòng. Xin lỗi con dâu ngoan của...